À, mọi người biết không, đang like cho mọi người chứ thật sự ra cái bụng trong bụng luôn nó rất là buồn ngủ, bởi vì ngày em hả buồn đói. Không đói thì không đói, là tại vì á luôn ở ở trong chương trình này, ban tổ chức này họ lo cho mình chỗ ăn chỗ ở, về coi như là ăn uống là không thiếu rồi, không có đói rồi. Nhưng mà hai đêm vừa tới Paris là bắt đầu bắt tay vào tập tuồng. Tập tuồng xong mà mọi người biết là một cái vở tuồng tập đâu có phải là tập xong là nó ok liền đâu, phải tập tới tập lui, tập tới tập lui, và qua bữa bữa sau thì phải vào rạp rồi chạy âm thanh ánh sáng, rồi phải hát lại giống như một suất hát, rồi tối là khán giả vào là bắt đầu hát tròn vở tuồng, coi như là giống như hát ba suất một lúc, nó rất là mệt. Rồi tối nay về là ngủ được, về tới nhà là tắm rửa dọn dẹp vali rồi soạn đồ, thì tới gần sáng mới ngủ xong, rồi ngủ xong rồi thì vài tiếng là phải vậy make up và vào rạp liền để không thôi trễ, cho nên là cũng hơi là buồn ngủ chút xíu, không biết hát có nổi thôi hay không thôi. Cảm ơn Hồng Loan nha, tên giống em gái của Lương quá vậy. Cảm ơn các tình yêu nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới trang cá nhân của Lương. Ở cái rạp bên đây thì nó từng phòng vậy nè, bên đây là toilet, hai cái toilet, ở đây là cổng sau của rạp, mình có thể mình đi xe tải xe hơi chở cảnh gì vào cái cảnh sau này cũng được, cổng sau. Thì bên đây là phòng make up cho diễn viên bên Luân, và bên đây nó giống nhau y chang vậy luôn. Trời ơi, tôi làm gì đâu mà nó cứ hiện lên hoài. Đây, phòng cho diễn viên ở bên đây, nó phòng make up cho nghệ sĩ, nó chu đáo lắm mọi người. Mình make up ở đây nha, rồi cái tay mình có thể mình tiện mình rửa tay. Lúc đầu thì cả đoàn qua đó thì thắc mắc là cái ủa tại sao cái phòng make up lại có cái này, họ tưởng lầm là cái toilet, nhưng mà thực sự ra nó trang bị như thế để chúng ta khi make up cần nước rửa tay rồi đó thì mình có nước ở đây. Những cái rạp ở bên Mỹ thì nó cũng y chang như vậy. Ở đây là giấy, đây là xà bông, rồi ở đây là cái kệ tủ cho mình để tất cả những cái trang phục nào mình để lên. Là ở bên đây thì bên đây là có cái thùng gì bự quá, mình không biết cái thùng gì luôn. Rồi bằng ủi rồi tất cả mọi thứ, nói chung là rạp, một cái rạp hát nó đầy đủ tiêu chuẩn. Cái này là sưởi nè mọi người, theo luôn biết là cái này nó là sưởi. Sưởi là nhiều khi mùa đông lạnh thì có thể mở lên và sưởi ấm. Thì bên Luân cũng y chang vậy, nó có cái toilet luôn. Nghệ sĩ đi toilet, có toilet tại chỗ. Rồi có đây nó cũng có cái sưởi nữa kìa. Đó, nếu mà mùa đông thì nó sẽ mở lên cho nó ấm. Và ở đây thì mọi người biết là cái rạp á, mà mỗi lần mình đi lên á, đi hát, đi lên, đi xuống á, nó sẽ rất là xa. Nó rất là xa luôn. Đi lên cầu thang, đi lên, đi xuống, mà nếu mình hát ca nhạc thì nó đỡ nha. Còn hát tuồng như ngày hôm qua luôn ngồi ở cái phòng này nè, xong rồi luôn đi lên, xong rồi thay đồ, đi xuống, đi lên, đi xuống. Mà bây giờ cái giò nó nhức luôn á mọi người, nó mỏi á. Mà khi mà mình hát thì mình không có thấy mệt. Và khi mình về, bắt đầu qua ngày thứ hai, thứ ba. Qua ngày thứ hai, thứ ba thì bắt đầu nó sổ giò đó. Tại vì luôn hát mấy cái rạp ở Mỹ luôn rành quá rồi. Cho nên là mọi người thấy là nó cũng đỡ cái là mình ở đây nó đầy đủ hết. Nó đầy đủ hết chứ nó không có giống như là
ở Việt Nam thì mọi người thấy là có nhiều chỗ nó chỉ có phòng bệnh cấp thôi. Nghệ sĩ muốn đi toilet là phải đi ra ngoài, đi ra ngoài. Còn ở đây là mỗi phòng, rồi nó có cái ghế giữa luôn, cho có cái bộ sofa cho nghệ sĩ nằm nghỉ mệt, rồi mình thậm chí mình có thể mình ăn uống tại đây, nó rất là dễ. Ở đây là tại vì Luân hát chương trình từ thiện gây quỹ cho chùa, mọi người, cho nên là chùa cũng lo cho mình ăn uống, nhưng mà mình mua để mình ủng hộ chùa. Ví dụ như là đồ ăn chay nè, là luôn mua luôn ủng hộ cho chùa. À, ngày hôm qua là mình đổi hả? Đổi rồi. Hôm qua có nghĩa là nãy mới đi ra thấy cô nói là ca sĩ là không phải mua thẻ gì hết. Cứ ăn cái gì là nói. Không ăn có gì được là người ta đưa. Cứ không có được mua thẻ. Nhưng mà giờ nói trễ rồi. Tốn hết 20 euro. Nhưng mà thôi mình cũng mua, mình ủng hộ cho chùa. Giờ ăn chay nha. Cơm ăn trưa đi. Cho anh uống canh nước. Chua chay. Anh cần uống nước. Uống nước nào? Coca. Thank you tụi con nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả tình yêu rất là nhiều. Bởi vì sao? Rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần luôn. Thế đang quân rồi, đang quân tới ai? Mới tới mình chưa? Còn lâu lắm. Chương trình kéo đến 8 giờ tối rồi. Nhưng mà anh hát. Anh hát chị Quyền trước thì phải. Anh hát trước rồi anh mới hát ca nhạc hả? Không, anh hát chị Quyền xong mới hát luôn ca nhạc. Luôn sẽ hát trước. Luôn sẽ hát trước cái trích đoạn mọi người. Thank you, cảm ơn. Luôn hát trước trích đoạn Lan và Điệp với lại chị Ngọc Huyền. Cái này là ngẫu hứng thôi, ngẫu hứng theo yêu cầu của ban tổ chức. Bởi vì chương trình dạ hội này là chương trình chỉ hát một hai cái trích đoạn thôi, còn toàn bộ là ca nhạc để cho khán giả nhảy đầm. Cảm ơn nha mọi người. Mọi người khen luôn hoài, luôn nở lỗ mũi quá rồi nè. 5 tiếng 1 nữa tới anh. 5 tiếng 1 hả? Để coi trước anh là gì. Hello mẹ ơi, mẹ còn xem không? Mạng có ổn không vậy mọi người? Ta chỉ bình tĩnh hát thôi ta. Cảm ơn các tình yêu rất là nhiều nha. Chào anh Luân, chào em. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người buổi tối ở Việt Nam vui vẻ nha mọi người. Ngày mai hình như là Luân nghỉ một ngày, xong ngày mốt phải không ta, hay là ngày mai đi luôn? Chắc ngày mai đi á. Ngày mai Luân sẽ qua Đức mọi người. Ngày mai Luân chỉ đi diễn thôi, bởi vì có một số người mời, nhưng mà mời lẻ thì Luân không có đi. 11 tay diễn gì nữa. Mời lẻ luôn không đi. Mời là phải mời nguyên một group, bởi vì mình không có đánh lẻ. Cho nên là có một hai chỗ mời luôn, mà luôn bỏ anh em đi thì kỳ quá. Cho nên là thôi, nếu mời thì mời ekip. Lần sau, luôn hẹn lần sau là luôn sẽ hát. Lần sau mình đi một mình, hoặc là mình đi chừng vài người thì ok. Còn hôm bây giờ là mình đi chung với là một ekip, thì ai muốn book là phải book một ekip đi, chứ mình book lẻ đi thì nó kỳ lắm, bỏ anh em thì không được. Cho nên là cái ngày mai hoặc ngày mốt gì đó luôn để luôn nắm là cái lịch coi. Ngày mai là luôn chỉ đi qua Đức, là luôn đi chơi và luôn sẽ đi thăm chị Luân, đi chung với đoàn luôn, chị ruột luôn ở Đức. Xong rồi luôn ở đó 2 ngày hay 3 ngày gì đó, là luôn qua bên Hà Lan phải không? Luôn qua Hà Lan. Ở Hà Lan cũng 2-3 ngày gì đó.
rồi luôn đi qua bên tiệp khắc. Thì cái lịch là như vậy, rồi mình trở lại Paris. Trở về Paris ở 1-2 ngày là mình về. Tại vì Paris thì mình mới xuống mình hát 2-3 bữa thì anh em cũng chưa có đi chơi, chưa có đi mua sắm gì hết. Chỉ có đi Tháp Eiffel thôi. Rồi 2 ngày nay là ở trong trường. Rồi bắt đầu mình quay trở lại bên Paris thì mình mới tiếp tục mình đi mua sắm, rồi mình đi mấy cái chỗ nổi tiếng á. Ví dụ như Khải Hoàn Môn là mình chưa có chụp hình nè, anh em cũng chưa có tới đó. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn các tình yêu. Tới ai à? Tới Bình Tinh hả? Chưa đâu, còn chích đoạn tình trạng ý tiếp. Thăng. Xong rồi tình trạng ý tiếp. Xong rồi tới là anh sao thấy Vinh đó. Có nhiều khán giả, rất là nhiều nha. Tại vì cái gì nhiều mình mới nói, chứ không phải 1-2 khán giả. Mình nói là có nhiều người nói là luôn đi như vậy rồi làm sao bảo vệ Hồng Loan. Cho nên là vấn đề Hồng Loan mọi người yên tâm nha. Bởi vì cái gì nó cũng phải chờ pháp luật. Thì khi mà pháp luật có một cái tiếng nói có một cái tiếng nói chung rồi thì luôn nghĩ là tất cả mọi thứ nó cũng sẽ ổn. Mọi người an tâm nha. Mọi người an tâm và an tâm luôn nha. Mọi người an tâm đi. Hát chưa? Dạ chưa. Con chưa hát hả? Dạ chưa. Con tới 13 lận. Con 13 hả? Số đẹp á. Số đúng đẹp. Số đúng đẹp thì chờ đi con. Cho anh miếng nước nữa đi, khát nước. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn tụi con, chúc tụi con buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Lúc nào cũng vào xem rồi chia sẻ đồ, cắt ngày, clip, cắt ơ đồ. Cái ngày 15 tháng 6 á, tháng ở chùa bà đó. À, 10 luôn về á, luôn về là luôn về ngay ngày sinh nhật của Luân là ngày 13 tháng 6. Đáng lẽ là Luân sẽ tổ chức sinh nhật. Thì thường mỗi năm là Luân chỉ vui với gia đình thôi, mình không có làm lớn. Mình chỉ vui với gia đình. Mà nhiều khi gia đình làm sinh nhật cho mình nữa chứ mình cũng không có làm. Nhưng mà năm nay thì Luân mời một số nghệ sĩ. Anh em nhiều khi nói quá cho nên là Luân sẽ tổ chức, nhưng mà tổ chức không phải là ngày 13 mà Luân tổ chức ngày 14. Bởi vì nếu mà ngay ngày 13 thì Luân về Luân sẽ rất là mệt. Và sợ máy bay lỡ có delay hay cái gì đó thì ai ăn hết. Ai ăn hết cái sinh nhật đó, cho nên là phải dời lại ngày 14. Và ngày 15 là cái ngày Luân hát ở An Giang. Luân hát cho chùa Bà Châu Đốc ở An Giang. Nếu quý vị nào có dịp đi An Giang cúng bà thì ngay cái ngày 15 đón xem đoàn của Luân sẽ diễn vở Sự Bá Đao Từ Hải Thọ. Nha mọi người, Sự Bá Đao Từ Hải Thọ. Thank you. Thank you tụi con nha. Thank you mấy em, mấy bạn, những người trên TikTok shop của Luân. Lúc nào cũng quan tâm và lúc nào cũng động viên Luân. Qua cái sự việc vừa rồi thì mình thấy là mình làm một cái điều gì đó
cho hương hồn của ba Linh được an nghỉ. Và luôn muốn Hồng Loan mọi chuyện cũng sẽ qua, để Hồng Loan còn làm ăn nữa mọi người. Tội nghiệp nuôi con nhỏ mà hổng rài cứ chạy lên chạy xuống ngôi mộ của ba. Mà mọi người biết thuê xe đi như vậy á, một lần đi lên đi xuống là 1 triệu mấy. Thì mọi người nghĩ là còn ăn uống và tất cả mọi thứ không có làm gì á, cứ chạy lên chạy xuống vậy đó, rồi giữ con nhỏ nữa, cũng tội nghiệp. Rồi mong mọi thứ nó qua hết để cho ba thật sự an nghỉ. Còn cái ngày 12 đó, 12 tháng 6 là đúng ngay ngày cúng 100 ngày của ba. Nhưng mà Luân và Bình Tinh không có về được. Là cái lịch diễn 11 Tây, Luân còn diễn ở tại Pháp. 12 Tây là bắt đầu chuẩn bị rồi. Bắt đầu 13 Tây là lên máy bay về Việt Nam. Thì bận đi qua Pháp thì máy bay đi tới 10 mấy tiếng rồi mọi người. Hình như 12 mình đi đúng không? 11 11 là hát xong, 12 là bay về, 13 tới. Tại vì đi tới 15, 16 tiếng rồi mọi người. Thì trễ cái ngày cúng 100 ngày của ba. Nhưng mà Luân với Bình Tinh sẽ cúng ở đây, cúng bên chùa bên đây, cầu nguyện cho hương hồn của ba được được an nghỉ. Và mọi thứ sẽ ổn để Hồng Loan còn đi làm ăn nữa, còn phải nuôi con nữa, tội nghiệp.